Lô nha em, và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của sĩ Z. I was born to love you. Love you with all my heart. Not a China, yeah. Đêm dây phát. Em mốt. Ơ kìa. Này, 16, 15, 2, 1, 0, 2, 4, 2, 3. Một ngọc đại này giữ rưỡi tháng của mình anh em nhỉ? Yên sách thánh nhỉ? Mình nghĩ khi vẫn chơi được, nhưng mà mình phải sợ thua. Phát này thua mình bán hết tướng. Sách thánh nhỉ? Trời, nó cứng quá nhỉ? Cứng ấy. Có ngọc đại thì mình chưa biết đánh gì. Chắc là đánh làm đại trận bản thân rồi đấy cũng được. Tùy. Xong con floor này xiên trước rồi. Ui không xiên được, đúng rồi, may quá. Đánh được không nhỉ? Sợ thua. Bây giờ mình cần một cái đồ 40 mana nữa, xong mình đánh bán thần luôn cũng ok. Cần trí hồn nữa. Để xem nhé, xem ra. Lại choi. Hay đánh thú nhỉ? Có choi xem đánh thú không ta? Ra bốn con thú luôn này. Choi xem đánh thú nhỉ? Hai đồ kia cho Malok. Suy nghĩ nha anh em nhé, để suy nghĩ. Choi. Xem ra đồ gì nữa. Chắc là khỏe đấy. Đau một tí đấy, quá này. Thêm một phát nữa. Do 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 do.
Thôi xong rồi. Cái đánh thú nha anh em nhé. Đổ ba đồ kia cho con Malok hoặc là cho con Thane cũng được. Được phết đấy. Có teo luôn này. Có bán thần luôn này. Rat cầm đồ này đi. T giữ lại phục phát nhé. Chắc chắn là đánh ấy rồi. Bán thần này cũng cần phải ảm bọc. Sáng đầy rô kê. Nó xin đời. Nhiều voi, ít voi. Love you with all my heart. Cho ông teo vào cũng được nhỉ. Teo một nó cũng phải hơn 2AT không? Thế bây giờ đang ít tướng rồi, khi 2AT sẽ ok hơn. Còn nhiều tướng thì mình thấy teo sẽ ok hơn. Oh, có cái gì đấy? Con rap kia cân sử dụng floor luôn kìa, điên thật. Wow, phết anh em đi. Hay cho rap cầm đồ nhỉ? Rap cầm hiệu ứng chiêu đấm phát con rap à, con floor ngất luôn. Bây giờ con rap này đấm nhiều lần, ok. Ui trời ơi, anh em đánh John nhiều thế, sao mình chơi ma tộc đây. Con choi chẳng ý nghĩa gì nữa mà anh em đánh Yon nhiều anh em ơi. Yon 2 rồi. Ra có thể tháng sau này mình thể được mang con Malok 3 hoặc là mình đánh con Thane 2 vào sớm. Chơi kiểu lấy thịt đè người. Ui không thấy được nó. Still run the town. A chill to love you. Love you with all my heart. Người ta lại bắt mình xoay bài à? Đủ đánh hợp trợ thủ quá ta. Mình muốn làm lại trận cái trận trợ thủ vừa rồi quá. Sử con bác đi. Làm lại trận trợ thủ không nhỉ anh em nhở? Anh cho em floor nữa mà. Hai floor xiên luôn. Làm lại trận trợ thủ đâu không nhở? Ra ra quả thương bất ngờ thật. Không ngờ đấy.
voi bạn có nhiều quá, này còn 8 con voi chắc đánh trợ thủ thôi. Mà xoay thì chắc xoay đánh trợ thủ thôi, không đánh được voi. Ê bởi vì đồ này đấy nhá, ba đồ cho Thên này, một cái ngọc đạn, đồ đánh trợ thủ mắc pinh luôn ấy, chưa hồn nữa. Hay là thêm một ngọc đại nữa, còn Nakot nữa, mắc pinh quá ta. Gì vậy ta? Cái tê chắc bỏ. Trợ thủ. Quay đang trợ thủ không? Nhiều bạn đang trợ thủ không? 1, 2, 3. Xem mấy con Alice nữa nhé. 15 con Alice cơ, thoải mái em ơi. Ra bây giờ xoay trợ thủ. I wish that I can tell you that I was going to love. Ôi cây đủ mà. Một phát. Quyết tâm anh em ạ. Em bay con voi. 7 con voi. Ôi giời ơi, pha sai bài này muộn quá anh em ơi. Không thể để con test vào được này. Nhưng mà thôi con teo mắn ulti cũng khá là giá. Thương bắt đáy à? Mày ăn gì trâu quá vậy? Nó teo gánh quá. Teo gánh team này phết. Vì mình nhiều đam nhất ấy. Ồ, nhiều đam nhất luôn kìa. Xin một tí trợ thủ. Chúng ta. Ê, cái gì đây? Trách rồng, trách nắc phát, xem còn nhiều nắc không, nhiều rồng. 6 nắc. 6 nắc. Magic prevail. 9 rồng. Xoay được không nhỉ anh em nhỉ? Hay đánh thú tiếp nhỉ? Quyết nhanh là thua đấy anh em ơi. Chết bạt giá rồi. Chắc mình phải bỏ hai con Noman đi đấy này. Để mình lấy thêm slot tướng này, cho thêm hai con thú vào. 3 con thú, 4 con thú vào được nhỉ? 4 thú vào được. 4 thú, 1 Noman, 1 con Floor, 2 con bán thần, 1 con Teo. Tạm thời thế á. 1 con trợ thủ rồi. Đưa ra một tí. Rồi, hai bạn Noman đi này. Floor. Đo phần liếc gì nữa. Đó, cái này nhá. Tạm thời thế đã. Xong rồi, trợ thủ này. Ok, bây giờ tìm này. Ước gì ra trợ thủ. Rồng này, một con. Ê, tiếp theo con rồng có các thứ. Có nắc. Có rồng có nắc anh em ơi. Rồng có nắc. Ngọc đại này ném cho con Kret nộ đi. Bán thần, ê cái này. Tiếp gần bán thần đấy nhỉ, hay cho bán thần đi luôn. Cho hai ám vào luôn. Trong lúc chưa có trợ thủ mình sẽ dùng hắc ám. À, dùng thú tạ. Trợ thủ. Ê mà lốc kìa. Ê bắt đầu. Từ từ bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi, hai bạn bán thần này bỏ được rồi này. Mà lốc về này. Ê ra lắm trợ thủ quá rồi này. Cố lên một tí nữa thôi. Lo. Bán xử floor đi cả mình.
Eo cầm nó lại cầm dòng cầm một cây nó cót một cách nào à thôi hôm nay bắt teo mình rồi rồi nó thổi mình ngược luôn. Ôi ơi mà lốc vào nhảy một phát đi em làm gì đi cứu anh ấy ngồi không cứu được không thể cứu vãn được ai đây 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 hala hala ala asara ok phải 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 được phải được phải được kiếm cái con cầm thên nữa là xoay được tạm thời chưa có thêm tránh tạm ma lốc kia dùng tạm chưa rồi không có phá nhà ấy nó ra thể thú á ảo thật sự luôn thể game có game lỗi thật sự à nhầm nhầm cái trợ thủ có rồng hai này mình tính các bạn ông này này cái này cho con cái này cho này okay. Bây giờ muốn thêm phát điên luôn này rồi ba thôi đi kia có gì kia cũng khỏe thế đi ba cái quái gì bậy gì này phù thủy bài mới à phù thủy bán thần ignit kỳ lạ ghê ha việc gì anh em ơi hay cho nắp đồ nhỉ con rồng mình đã có đồ quái đâu xa như nó khả năng phải lên thôi em lên thôi lên được không chứ đi rắc rồng ma lốc phải cầm đồ ấy ma lốc có thương các thứ rồng đứng bên này nhé có thể thằng sao bạn này đã tên hai rồi bạn này cầm có tên hai luôn mình cũng đang chờ đúng con tên hai đấy đấy anh em ơi mình chỉ một con tên hai đấy thôi mình có một con tên hai đấy là mình cũng điên khùng luôn đấy ba đổi cho tên mà anh em 1, 2, 3 mà cố một tí anh em chỉ cố một tí lên 9 rồi nhá lên 9 luôn tìm con tên thêm một thứ nữa mình thêm một con phù thủy nào đấy được hai bán thần Maybe. Không. Thần giờ gì giờ này phù thủy chắc không phù thủy đâu. Ok, chắc là vòng này chưa đi thì vòng sau mình chắc là chuyện lên. Có rồng rồi nắc cũng không phải là gánh trận này. Thêm bay sang bên kia, floor bay sang bên này. Ok. Mày thế quả đấy ra con đi rap với ở con Sephira không? Mình đã định xoay ăn thú rồi đấy anh em ơi. Nhảy này. Ui mà lúc một hơi phèn ta sấy buộc ok phải quá vậy hên không ra đặt ca này nó có phù thủy này phát sau lên hơi tiếc tiền nhỉ phát sau lên sợ mình không roll được con thên ấy em ấy lên xong phát hết tiền luôn không roll được thên thì cũng vứt đi một thên cũng vứt đi ngọc đại tí mình ném cho con ném cho đi rắc được là cót một cũng ngang hàng với đi rắc trừ ra một đồ 40 mana một cái truy hồn thuyền truy hồn ôi có sống đến lúc đấy không hay đi tìm thêm luôn nhỉ từ bây giờ roll từ bây giờ sao 5% ba tướng 5 vàng
44 à? Lên luôn. Lên luôn anh. Cái gì thế này? Ê, cầu nguyện nhé, cầu nguyện. Cút. Này cho con Nakot được, thực ra cho con thêm luôn được, cho ba đồ cho thêm. Bắt con phù thủy à, cút. Cút tiếp. Nó cắt không có đồ, hay không có. Cho giáp hộ mệnh nhưng luôn cát này. Ô, có tên chứ có tên chứ có. À, chứ tên chứ có chữ ấy. Ôi trời ơi, không kéo đi luôn. Là con ulti. Không đi được, không đi được. Bộp, ok. Team tôi đập bada boom. Thêm hai đồ này có đủ không nhỉ? 40 cộng với 25 là bằng 65. Nakot à? Rồng có đồ rồi đúng không? Này cho con cát đi rắc Nakot, đi rắc Nakot. Truy hồn. Cần lắm cái truy hồn. Rồng, ok. Một cát đến 2 luôn. Ôi trời ơi. Bề ra một con Nakot 2 nữa, mình cho đồ Nakot luôn. Trao cho Nakot. Thêm, không cần. Bình tĩnh nào. Ui, hai thương hai bên. Thương bên kia. Phải thương hai bên thì xử lý phát này kiểu gì nhỉ? Này thôi. Bắt con Sephira này đi à? Tiếc nhỉ? Con Sephira giữa. Đi rắc đồ, đi rắc cầm lại đồ này đi. Cho con Nakot này. Nakot cũng cúng mà. Thêm xuống bổ. Bạn kia là hai thêm nữa. Rảnh quá vậy. Ở kia sao thêm đánh thường nhiều thế? Cầm cái hai kết đúng khỏe nhưng mà con thêm đánh thường nhiều nhỉ? Hay nó bổ một phát rồi nhỉ? Có đến mới bổ lần đầu không? Bây giờ mình mong mấy bạn mà cầm thương bạn ấy đi hết đi. Mình đỡ phải né rồng các thứ. Mệt lắm. Nakot. Cho đồ Nakot luôn. Thì nó cầm vị trí mạo luôn cũng được, trong uy tín. Bây giờ mình vừa gặp bạn nào? Mình chưa gặp bạn này à? Bạn này cũng hai thương à? Thên này. Con cát thế này đứng đây, con cát còn chơi con thên đấy rồi. Bạn này sao? Bạn này thì con cát nhảy xuống đáy cái này. Nhảy cái này là vào con Alice này. Cho con Nate đi. Giữ con Alice lại để nó còn cầm lặng. Nà con đứng đây là uy tín rồi. Ok. Ok. Rồng ấy chẳng biết thổi hướng nào cơ. Nhưng mà mình cứ để rồng giữa thì bạn ấy sẽ thổi rồng hai bên, hai góc thôi. Con cát xuống đây chơi phong cát mình. Thế nhưng mà phong cát kia hình như khỏe hơn. Nhưng con cát mình có cả liềm và giáp phòng bệnh mà anh em. Uy tín. Alice cầm nặng nó đi. Silent nó đi. Rồi. Một bạn phải đi rồi. Overkill này. À mà ấy thắng mình à? Ai xì bạn. Đấy, được đấy. Rồi bây giờ xử lý bạn overkill này kiểu gì bây giờ. Này có hai con thêm 2 hay sao ấy, mình nghĩ bạn sắp lên thêm 3 hay sao ấy, cái gì đúng không nhỉ? Đây là bạn hai thêm không? Thế để phóng thêm một tướng thì mình thêm một con Lily nhá. Nào bạn này làm gì? Thêm đúng không? Thêm thì mình đẩy sang con cắt sang bên góc bên đấy là chơi được. Không có gì. Nhưng mà 87 máu thì đánh các bạn này cũng khổ ấy anh em ơi. Đánh các bạn này cũng khổ cơ. Á! À, chạy mình. Chắc giờ bạn này pro quá. Chạy mình nữa. Ui, truy hồn nó dớm lắm. Chạy mình cũng không được này, mình khỏe quá rồi. Bây giờ thế nào nhỉ? Bạn ấy không có thương đúng không? Mình để rồng ra góc xử đi, xong rồi cho rồng cầm truy hồn. Cầm một đồ thủ nữa. Xong rồi rồng cứ khạc thôi. Sợ con thên nó bổ. Sợ nhất trường hợp mà thên bổ mình thôi. Sao để em nhây, bạn ấy cũng ao nhây mình ạ. Gớm thật. Đi luôn. Bài dị dã man. Bài
săn củi bán thần phù thủy ái xì bà bài mới phết nhỉ. Rồi như chín phù thủy hay sao nhỉ? À chưa chưa, 6 pháp sư à? Thiếu con gì? Chắc thiếu con Zina. Mình ôm Zina được không nhỉ? Cứ để cái này đây. Ôm Zina lại. Nhưng mà kiểu chắc hiểu cũng ra thôi, có ai cầm Zina đâu ấy. Cầm con Illu này lại. Khóa lại. Lily, bạn này không, bạn này có yếu Illu lắm rồi, không cần quạt. Chắc lấy thêm Lily kèm lấy thêm Lily. Rồng này thêm cái đồ nữa này. Này là chị bạn này. Bạn này có Zina rồi, thôi, chắc chạy yêu. Ủa? Vậy thiếu cái gì đâu nhỉ? À thiếu đi rắc à? Ơ? À ừ, cũng có đi rắc à? Cho qua được mà. Không có tăng tướng không? Mặc Lily đi. Bây giờ thôi, tập trung giết này đi. Thợ săn quỷ. Chung giết bạn này là xong rồi anh em, cố lên. Đi lũ khỏe phết nhỉ. Ê cái con này cũng có choáng, con này như kiểu con Yon ấy. Ở bản này cũng hay bởi vì có cái con Ignis này như kiểu con Yon luôn ạ. Như kiểu con Yon. Sách thành cho con Vonkat nhé. Không ra. Cho con Vonkat cũng được. Hoặc là một đồ cho Nakot. Nhưng mà thực ra con Nakot nó cũng không khỏe bằng con Vonkat này. Nakot xuống kia là ulti nhưng mà bên kia có thợ săn quỷ mà. Săn quỷ nó bá đạo lắm anh em. Vậy chắc mình tìm con Sephira cản bạn này lên cái con gì nhỉ? Ủa cản mày lên thêm không? À bạn này cầm thêm của mình thôi, không có gì. Zina, Idu này. Nakot này, bạn ấy cầm đồ của mình ạ. À. Chả làm gì. Bạn này còn cần lên gì nhỉ? Cần cần đi rap không? Mình cần đi rap. À quên mất, quả này bảo bỏ thương vào góc bên trong một tí để mình còn thổi ra cái góc mà có con ních nít. Con cát thì không chết được đâu. Con cát mình xịn lắm. Con cát mình vừa thêm cái choi nữa thì à, khỏe quá. Mình đỡ. Bạn này hay chứ. Bạn này không phải trong meta mà lại đánh điên khủng phết. Hay bài này là meta nhỉ? Mình không biết đâu. Tại lâu không chơi, không cập nhật. Có khi bài này là bài meta ấy chứ. Bán thần phù thủy. Ôi tội team mình có trợ thủ không chết luôn được. Hay là có truy hồn mà nhỉ? Chết luôn nhỉ? Bây giờ thì tìm con Dirac không? Dirac với cả con Sephira. Chả thèm lấy hai luôn. Ta chơi game anh em cứ không lên ba thì anh em dễ lên lắm, dễ roll tướng. Tự săn quỷ cho thên vào. Hai thên vào cũng được. Bây giờ quả này trong rồng mình thổi thẳng cũng ngon này. Trong trong rồng mình đứng chặt còn thẳng đây. Cũng hay. Thổi thẳng ba con kia luôn. Chả thèm thổi góc kia nữa, góc kia cho thên chơi. Hay quyết định gì sai lầm nhỉ? Còn chặn được sai lầm ra còn lấy rác nữa. Thế thể thổi chéo một tí cũng ngon hơn. Nếu mà bắt được góc kia thì chéo một tí không bắt được cái góc chéo bên này. Thổi thẳng cũng ngon nhỉ. Thổi thẳng vào truy hồn và thẳng mặt mấy con kia cũng ngon. Thên. Mình có thể bây giờ mình có cho một trò nữa, mình cho thên ở lại. Cho con cát bay đi. Đấy mà. Xong. Nhưng mà thêm ở lại con cát bay đi thì thêm lại hơi thiếu đồ ấy. Mình cho ngọc đại. Kịp thay anh em ơi. Thay giờ này đi. Thay
tay. Cây này bay, con cát này không kia chơi được. Hay đấy. Anywho, vậy thôi, với mình này đây cũng kết thúc rồi. Nếu bạn thích cái clip trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những cái góp ý các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Rồi, bye bye.